Xin chào tất cả các anh em các cô chú các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyên Audio giới thiệu cho tất cả các bác mấy mẫu loa gia đình 20, 30, 40. 40 kia là 40 chính hãng của LG, mã là 335, hàng cao cấp của công ty. Thì cấu hình ngày hôm nay thì các bác có thể ghép với bộ combo 30B3 gân vàng, check kèn 450 Martin. Đấy, phân tần F0 Hue, bộ combo full 30 thì tiếng trồng ánh cực kỳ tốt và lời sáng. Đấy, giá thành quá ok luôn. Một đôi bát 20BM và một chiếc bát súp 30B3 từ 190/76. Các bác lưu ý, cái bát này để làm súp điện nhé. Như anh em phải đánh dòng mạch 4 sò hoặc là 8 sò gì đấy thì mình này mới đánh được nhé. Đây này, gân béo màu đỏ này là cái gân của nó béo béo này. Đấy, bát súp 30B3 và một đôi bát 40NG335, hàng xịn của nhà máy NG. Riêng NG là phải có cái thùng NG này mới là hàng chính hãng của công ty. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác chi tiết từng sản phẩm. Các bác có nhu cầu mua các dòng loa bát rời để thay thế với các cấu hình thùng loa, dựng vừa các cái cấu hình thùng loa bị hỏng, nâng cấp thùng, hãy liên hệ cho em Tùng để đặt mua những sản phẩm hàng mới của Trung Quốc sản xuất. Và hôm nay Tùng Mixer Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một đôi bát 40 hàng NG. Tất cả các bát 25, 30, 40 của em, 50 nhà em đều có thùng NG như này, hàng chính hãng của công ty NG New Return. Bát từ 190/76, bát 40 NG New Return 15W335. Con này 600W trên trở kháng tao, nhưng ở đây in 300W thôi, nhưng 600W các bác nhá. Dựa vào theo công suất của từ. Đít bát có đôi 4, 6, 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, đít nhọn. Ở trong đây nó một cái lớp mút. Con bát này là hàng cao cấp nhất trong các dòng bát 40 LG côn 76 xương nhung núc trẻ đôi. Màng của nó xếp ly và gân vải tẩm dầu hai gân. Dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, hàng kỹ mới được bọc dây điện từ ngoài vào trong các bác nhé. Chạm nhún màu vàng, màng sần từ 190 và côn 76. Con này thì tiếng ca là nó cực kỳ hay và bát chắc. Dòng bát 40NG335 này các bác lưu ý nhé, có model là 335. Dòng bát này của nó là 3,2 triệu một đôi, được bao ship. Còn tiếp tục em giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc bát 30 súp điện B3 của từ 190 và côn 76 xương nhung núc trẻ đôi. Và màng đằng sau có cái sần sần như này nhiều. Sần sần này để làm gì? Để cho các cái màng nó cứng cáp mà đánh nó bị uy lực, nó không bị bẻ gãy màng các bác nhé. Đít bát có đôi 4, 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đít của nó hơi lồi một chút. Bát 30 súp điện B3 xương như lúc trẻ đôi và từ 190 và côn 76. Từ 190 và côn 76, bát 30 súp điện nhé. Con này bát 30 khâu chỉ đỏ, gân mút, màng sơn dầu bóng. Con này oánh tiếng trống cực kỳ lực. Và các bác lưu ý phải mạch phải kéo được, các bác hãng mua mạch với 4 sò hoặc là 8 sò thì các bác hãy sử dụng các cái dòng này, 4 sò là kéo được rồi các bác nhá. Sử dụng bát từ 190/76 với cấu hình này, một chiếc bát của nó có giá 1.150.000 một cái, được bao ship. Nhận hàng kiểm tra thì thanh toán đúng mẫu mới phải nhận hàng các bác nhá. Các bác lưu ý là súp điện nhá, gân của nó là gân béo cao su. Và đây là một đôi bát 20BM, các cấu hình loa bót rồi nào, các cấu hình loa BMB rồi các cấu hình loa full. Model là 8AZ630 từ 140 và côn 51. Đây là một dòng bát 20 xịn nhất trong tất cả các dòng 20. Gân vải tẩm dầu hai gân và màng giấy. Đôi bát này thì giá thì không hề thay đổi, với giá 1,1 triệu một đôi. Bích nỗ của nó màu đen và rất dày. Từ 140 và côn 51. Con này có thể các bác có thể làm loa chung mà làm loa bát. Loa này là loa bát nhưng anh em có thể làm loa chung. Đấy. Còn đây là cái combo 30B3 này, các bác nhìn này, cặp bát rất là đẹp luôn. Cặp tép rất là đẹp luôn và cặp phân tần cũng rất là đẹp luôn. Bộ này ráp lên thùng rất hay các bác nhá. Thì đây là cặp tép từ 120 côn 44, nắp nhôm màu trắng. Các bác lưu ý cốc nhôm nhá. Loại kèn là kèn ren xoáy từ 120 côn 44. Loại phân tần thì phân tần có mã là F002A. Đường hi là đường tép. Đường bát đây, đường check đây, có bóng câu chì để chống cháy. Phân tần F002A, tép 45 Martin. Bát 30B3. Bát 30B3 từ 190/76 đít có 3 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt này. Xương nhôm gang đúc và gân vải tẩm dầu 3 gân.
gân vải nhá, nhưng mà nó làm cái gân màu vàng, vì B3 nó phải gân vàng lón nõm, kẹp lỗ nó thép trắng bích dày. Cặp bát này thì giá cực kỳ tốt luôn, với cái combo đẹp và chất lượng như thế này nhưng lại giá thành cực kỳ ok. Cặp bát 30B3 này có cái giá rất là tốt, là 1.750.000 một cặp bát này được bao ship. Còn nó chọn gói combo này là bát, test, phân tần. Em ship cho một bác khách về thay thùng loa và để dựng loa thì là 3.200.000 một đôi bát, một đôi tép, một đôi phân tần. Các bác lưu ý phân tần hàng nhập của nhà máy Trung Quốc này đấy, và mã là F002A. Thì hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio giới thiệu về mấy mẫu gia đình, năm hết Tết đến ai cũng có nhu cầu sắm loa, thì các bác nào có nhu cầu thì hãy sắm trước đi, sắm sớm đi, không nhiều khi có những mẫu mình thích mà bị hết nguồn hàng thì lại không có hàng. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác có nhu cầu quan tâm đến bát rời, hãy liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng nhá.